Mẹ ơi, chúc mừng mẹ khai trương viện mỹ thuật. Cảm ơn con trai. Mẹ ơi, với mong muốn là viện mỹ thuật của mẹ đột phá trong nghệ thuật thì con đã chuẩn bị cái này cho mẹ nè. Đây là cuốn sách ảnh gần đây con đang xem. Những bức ảnh trong đây đầy nghệ thuật. Mẹ cũng đừng chỉ chú ý đến triển lãm những bức họa, mà nên chú ý đến những bức ảnh này để tạo nên sự đa dạng. Còn nữa nha, những câu chuyện trong đây nè cũng rất là cảm động đó. Cho dù người chuyển giới có khoác lên mình một bộ ngực xinh đẹp của người phụ nữ thì xương bả vai phía sau của họ cũng không thể che giấu được việc họ là người đàn ông. Sự thật luôn nằm ở phía sau lưng người đó. Việc này đáng bị giết chết có phải không? Phía sau lưng. Mới sáng sớm mà lại nói mấy cái lời dơ dẫn. Về người chuyển giới là sao? Còn xem mấy cái quyển sách vô bộ đó, không có ích lợi gì hết. Sao lại là sách dơ dẫn được? Nó là một nghệ thuật đó ba à. Cái này mà là nghệ thuật cái gì? Thưa phu nhân, đây là món quà mà Bộ trưởng Bộ Văn hóa đã gửi đến cho bà. Vậy sao? Mở ra xem. Ôi trời ơi, đây chính là loại rượu mà mình yêu thích nè. Anh à, hôm nay sau khi tiếp khách chúng ta uống một ly nha. Dù sao thì hôm nay hãy cố gắng làm cho thật là tốt. Hôm nay anh nhất định phải đến đó. Anh biết rồi. Ba thường phải đi công tác rất lâu mà. Sao em không ra ngoài hay là... Đi đâu đó để đổi gió đi. Anh đừng lo, hôm nay em sẽ đi xem phim cùng với Sóc Hy. Vậy thì tốt. Anh sẽ ghé qua sớm thôi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhayz.org. Anh định làm gì với người phụ nữ đó? Anh định đưa cô ta quay về ngôi nhà này thật hay sao? Anh à, nếu anh mà cũng quay lưng với em thì em không còn gì hết. Em đã sinh cho nhà họ Mô hai đứa con trai kia mà. Sao anh có thể đối xử với em như vậy được? Sao có thể? Bao nhiêu đó đủ rồi. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Trong suốt 20 năm qua, chưa một ngày nào mà mẹ được sống yên bình hết. Mẹ luôn bị mọi người lên án là đuổi vợ lớn đi, bị cha chồng ghẻ lạnh. Điều duy nhất để mẹ chứng minh vị thế của mình chính là hai đứa con. À không, chỉ có mình Oanh Chun thôi. Oanh Su à, con không phù hợp với tương lai của tập đoàn MC. Mẹ đã mong con trở thành một người thành công nhưng mà con chỉ là một người thất bại. Nhưng lại không thể dứt bỏ. Mới sáng sớm mà còn lại nói mấy cái lời dớ dẫn. Về người chuyển giới là sao đây? Dạo này đó, tất cả những người trong gia tộc MC đều tìm đến một người.
cậu đừng lo gì hết. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Ba cậu sẽ không bao giờ hiểu cho những gì cậu đã làm đâu. Đây là một quyết định khó khăn của cậu. Dù cậu có lựa chọn ra sao thì tôi cũng mong cho cậu được hạnh phúc. Cảm ơn dì nhiều. Bất cứ ai cũng đều chôn giấu một bí mật cho riêng mình. Khai trương triển lãm nghệ thuật MC. Vậy là để giờ đến tìm người phụ nữ đó sao? Viện trưởng ơi, sau khi bữa tiệc kết thúc thì bà phải ở lại để chào hỏi quý khách mới được. Vì chủ tịch vẫn chưa đến nên bà phải ở lại sắp xếp mọi chuyện chứ. Tôi phải đi xem tại sao chủ tịch vẫn chưa đến. Cứ nói gia đình tôi có việc nên không thể nào chào tạm biệt được. Tránh ra đi. Nghe đây anh Chê Lim, cô đừng có mơ mộng nữa. Cho dù cô đã bên anh ấy, nhưng mà anh ấy đã chọn tôi rồi. Vấn đề của hai vợ chồng tôi chúng tôi sẽ tự giải quyết. Cô đừng có xen vào nữa. Sao? Vợ chồng à? Nghe nói dạo gần đây đầu óc của cô càng ngày càng không được tỉnh táo. Cô nghĩ gia đình MC sẽ chấp nhận một người con dâu mất trí như cô à? Hơn nữa là một người như cô còn có tư cách nuôi dạy Sóc Hy sao? Cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đụng vào ngón tay của Sóc Hy. Mau ra khỏi đây đi. Nếu như cô không muốn mất Sóc Hy thì mau ly hôn đi. Nhân duyên của cô và gia đình MC đến đây là kết thúc. Bà ấy muốn trở thành con dâu danh chính ngôn thuận của gia đình MC nên đã đến yêu cầu người vợ lớn ly hôn. Dì đã nói trong một bài phỏng vấn là thường hay uống sâm banh, nên tôi đã mua nó đến đây làm quà cho dì nè. Không biết là dì có thích nó hay không nữa. À, tôi cũng là một người rất quan tâm tới nghệ thuật nên gần đây đã đọc quyển sách này đó. Không biết dì đã đọc chưa? Đọc rồi. Cậu đến đây làm gì vậy? À, dì đã đọc nó rồi sao? Nghệ thuật đúng là rất khác nhau mà. Mục đích cậu đến đây làm gì? Tôi biết là không nên nói ra điều này, nhưng mà dì với ba của tôi cũng đã chia tay rất lâu rồi mà. Nếu như bây giờ kết thúc tất cả mọi chuyện, không phải là tốt cho mọi người sao? Việc của người lớn hay để người lớn giải quyết? Không đâu. Đây là vấn đề của tất cả thành viên trong gia đình. Tốt nhất là cậu hãy đi đi. Khoan đã. Tôi xin gì đó, vì làm ơn ly hôn với ba tôi đi. Tôi xin dì, hãy nói đồng ý ly hôn đi. Nếu như cứ như vậy thì mẹ tôi sẽ rất đáng thương. Tôi chỉ biết ở bên cạnh và buồn bã khi nhìn thấy mẹ tôi như vậy. Đây là việc duy nhất tôi có thể làm cho mẹ của mình. Cậu hãy đứng dậy và về đi. Tôi không giúp gì được đâu. Tôi xin dì đó. Nếu cứ như vậy mẹ tôi chết thì làm sao? Nếu vậy không phải trách nhiệm là của dì hả? Sao cậu phải bừng tiện như vậy chứ? Từng người trong gia đình cậu thật thảm hại. Đây không phải nơi mà gia đình cậu có thể vào, đi là đi đâu. Có biết chưa? Dì mới là người không có tư cách bước vào gia đình của tôi. Sao? Bây giờ người nên dọn đi là gì mới phải. Mọi người đều có con đường đi của mình mà. Đã là một nghệ sĩ sao gì thích bám theo người ta vậy?
Vì ra đi thì không được hay sao? Rốt cuộc là vì đồng tiền cho nên mới bám theo người khác. Cậu càng làm như vậy càng khiến tôi tổn thương hơn, chỉ cần khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ thêm. Nên hãy mau về đi. Hỏng hết rồi. Đúng là thất bại, nhưng lại không thể dứt bỏ. Con chỉ là một người thất bại, nhưng lại không thể dứt bỏ. Con chỉ là một người thất bại, nhưng không thể dứt bỏ. Con chỉ là một người thất bại, nhưng lại không thể dứt bỏ. Trên thế giới này không có tác phẩm nào thất bại ngay từ đầu, nó chỉ là do con người tạo ra thôi. Thậm chí là Chúa cũng không gọi tác phẩm do người tạo ra là một tác phẩm thất bại nữa mà. Vì có bao giờ nghĩ đến việc sẽ sửa lại nó không? Người con trai muốn giải quyết nỗi bất an và lo lắng của mẹ mình, nhưng mà cuối cùng lại thành một thảm họa không thể hóa giải. Ông ấy đến để thông báo ly hôn với vợ, nhưng mà trời ơi, đây chính là loại rượu mà mình yêu thích nè. Trưởng Dù Hết, cô mau lập tức đến đây.
do người trong gia đình tôi làm. Tôi sẽ giải quyết chuyện này thưa ngài. Phu nhân cần gặp cô ngay lập tức. Cô hãy mau về biệt thự liền đi. Phải về ngay lập tức sao? Dạ, tôi biết rồi thưa bà. Xin chào cô, tôi là Han Jae-kook của tập đoàn MC. Tôi có một việc muốn nhờ cô. Và đó là cách thức che đậy vụ việc. Và vụ án đã được chôn vùi. Vì lợi ích của tập đoàn MC, tôi không thể nào để cậu lên làm lãnh đạo của tập đoàn MC được đâu. Dù tôi đã giúp cậu che giấu vì cậu giết người. Sao? Mẹ của tiểu thư Sóc Hy, à không, bà An Chê Liêm. Chính cậu là người đã ra tay giết bà. Chúng ta sẽ kiểm tra qua những lưu ý của lễ bổ nhiệm. Chủ đề chính của buổi lễ sẽ là MC toàn cầu. Vậy à? Buổi phỏng vấn của phó chủ tịch với tạp chí Time đã được phê duyệt. Chúng tôi cũng đã mời phóng viên nước ngoài đến tham gia họp báo. Dẫn chương trình là người xuất thân từ phát thanh viên của đài truyền hình. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các thông dịch viên tiếng Anh, Nhật, Trung, Tây Ban Nha và sẽ được phát lên YouTube. Còn việc bổ sung các khách VIP, Bộ trưởng Kichibu đã xác nhận đến. Những bộ trưởng bộ kinh tế của Trung Nam Mỹ như Brazil, Mexico đã được xác nhận tham gia. Làm tốt lắm. À phải, cô đã kiểm tra lại đoạn phim tài liệu về sự phát triển của MC chưa? Rồi, nó không có vấn đề gì hết. Tôi cũng đã tăng cường an ninh lên gấp 2 lần bình thường rồi. Nhưng mà không lường trước được việc cậu Mo Anh Su có làm gì trong buổi lễ hay không nữa. Tôi đã giải quyết chuyện đó rồi. Như vậy là đã quá đủ cho buổi lễ. Việc chuyển lại cổ phần của chủ tịch Mo sang cho phó chủ tịch đã xong chưa? Dạ, chúng tôi đang tiến hành những thủ tục còn lại. Được rồi,
Trước khi lễ bổ nhiệm diễn ra, chúng ta cần tổ chức họp cổ đông và cần có sự đồng ý của họ, nên mau chuẩn bị đi. Dạ, trưởng vụ. Cho đến khi lễ bổ nhiệm kết thúc, không nên mất cảnh giác. Dạ trưởng vụ. Giờ chúng ta phải tìm ra thủ phạm trong ba nghi phạm còn lại. Nhưng mà chỉ có mình Mo Oan Su là không có động cơ gây án. Việc không có động cơ và việc không biết động cơ của anh ta là gì là hai chuyện khác nhau. Sao chúng ta không thử trực tiếp nói chuyện với họ? Không phải chúng ta thường hay bắt đúng chủ đề khi trò chuyện hả? Nhưng mà không dễ để chúng ta gặp được Mo Oan Chun và Ha Yong Soo. Vậy tại sao không tiếp cận họ bằng việc yêu cầu phỏng vấn? Bằng danh tiếng của New Spec, ít nhất thì phải là tạp chí Time thì Mo Oan Chun mới chấp nhận phỏng vấn. Như vậy thì phải làm sao đây? Họ là gia đình của tôi, nên trước tiên tôi sẽ thử. Đây là rượu mà bà thích phải không? Cô chuẩn bị nói cho tôi sao? Giờ cô muốn gì đây? Ngày mà mẹ tôi bị sát hại, rượu này đã có ở hiện trường vụ án mà. Ngày hôm đó bà đã cùng với mẹ của tôi uống rượu, có phải vậy không? Vậy là cô không hiểu rõ tôi rồi. Tôi chỉ uống rượu với những người mà tôi thích mà thôi. Người phụ nữ đó không phải là đối tượng yêu thích của tôi. Bà có thể dùng nó như một công cụ để loại bỏ người mà mình ghét mà. Người mà cô gọi là mẹ đó, tôi đã thực sự muốn giết chết cô ta, nhưng mà tôi đã không thể làm vậy. Tôi không muốn cuộc đời mình phải mang danh là một kẻ sát nhân. Được chưa? Nhìn biểu hiện của Ha Yong Soo, có vẻ những lời bà ta nói là thật. Ôi trời ơi, cô gọi con sao cô Sóc Hy? Khả năng thích ứng nhanh thật đó. À, đúng rồi đó, điểm mạnh của con lại có thể tiếp thu mọi thứ nhanh như bọt biển vậy. Tại sao cô lại tìm con? Có phải anh là thủ phạm không? Cô nghĩ vậy sao? Không có. Nói thật lòng thì em mong anh không phải là thủ phạm. Tại sao vậy? Vì anh chính là niềm an ủi duy nhất của em trong ngôi nhà này. Ít nhiều gì thì hai chúng ta cũng giống như người một nhà mà. Phải vậy không? À, em đúng là một người có biệt tài làm cho người khác ngại ngùng. Nhưng mà chuyện bà ấy không phải mẹ ruột của em đã rõ ràng rồi. Việc tìm ra thủ phạm quan trọng với em vậy sao? Có phải là mẹ ruột hay không đối với em không quan trọng. Bà ấy vẫn luôn là mẹ của em giống như trước đây. Trời ơi, nghe em nói kìa. Rất khó để có được một người vừa đẹp nết đó, em biết không? Vậy mà Sóc Hy của chúng ta đây lại có luôn cả hai. Nhưng mà ngày xảy ra vụ án, anh đã mang một cái túi shopping đến nhà em mà. Vậy thì sao chứ? Anh đã đem đến gì vậy? Hình như là quà thì phải. Là gì vậy chứ? Bà ấy là một họa sĩ mà. Anh chỉ mua cho bà ấy thứ cần thiết thôi. Vì vậy em có nghi ngờ riêng của em. Nhưng mà hy vọng đó không phải là anh. Phải vậy không Sóc Hy? Thật lòng thì em mong là vậy. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó. Nè, em không có tài tra án đâu. Rất tiếc nhưng mà anh chính là hung thủ đó.
kế. Hãy gửi tài liệu phân tích chính xác cho tôi qua email. Vào ngày anh đến tìm mẹ tôi, đã diễn ra việc gì vậy? Vậy cô nghĩ như thế nào? Mẹ của cô bây giờ không còn là mẹ của cô nữa. Dù sao thì bà ấy cũng là một người phụ nữ rất quý phái. Bà ấy không phải là một người sẽ lợi dụng điểm yếu của người khác để hạ họ. Như vậy sao? Và cuộc gặp của hai người đã kết thúc trong hòa bình sao? Cô biết tôi là một người lý trí và hiểu chuyện mà. Bà ấy đã không hề đe dọa tôi, vậy thì tại sao tôi lại mạo hiểm làm một chuyện có thể khiến cho mình mất hết mọi thứ như giết người chứ? Chắc là cô rất buồn khi không nhận được câu trả lời mình muốn. Luật sư Hô, cậu có muốn uống vài ly không? Ngồi nói chuyện cho vui. Không để tôi. Luật sư Hồ với tôi đúng là có nhiều điểm tương đồng lắm luôn đó. Điểm tương đồng sao? Ồ, đó là gì vậy? Đó là về mẹ. Nếu tính ra thì không phải là chúng ta đều đang đi tìm mẹ hay sao? Điểm khác biệt duy nhất là mẹ của cậu xa cậu về mặt khoảng cách địa lý, còn mẹ của tôi thì lại xa tôi về mặt tình cảm. Nhưng mà dù sao đi nữa, chắc cậu cũng rất là khổ tâm vì việc mẹ của cậu đúng không? Cũng không thể nói là không phải. Chính vì vậy tôi nhất định phải tìm ra hung thủ. Thật sự thì cũng chỉ có cách đó mới có thể bồi thường lại những mất mát mà mẹ tôi và tôi đã phải chịu đựng. Đúng vậy, 15 năm là một khoảng thời gian rất dài. Những lúc mà cậu đau khổ, à không, còn hơn vậy nữa, thì tôi mong cậu sẽ vượt qua nó và sống hạnh phúc hơn. À cũng phải, cuộc sống luôn công bằng kia mà. Ha Dông Sô, Mô Oanh Chun và Mô Anh Su Anh. Hiện tại thì ba người chính là những nghi phạm đáng nghi ngờ nhất. Nhưng mà Mô Anh Su Anh lại không có động cơ gì để giết người. Với lại nói thật lòng thì tôi mong anh Anh Su Anh không phải là hung thủ thật sự trong vụ án đó. Tại sao vậy? Vì anh là người tốt mà. Ơi, nếu thế giới này ai cũng sáng suốt như cậu thì tốt quá rồi còn gì hả? Dù vậy thì trên đời này bất cứ cái gì cũng có hai mặt của nó hết. Ôi trời, bây giờ tôi phải đi rồi. Ấy, tôi có một cuộc hẹn đi uống rượu với người khác. Anh đi cẩn thận. Chào cậu nha. Luật sư Hồ à? Dạ. Cậu đẹp trai lắm đó.
Ê. Ơi, tôi không thích người ta nhìn tôi từ phía sau vậy đâu. Tấm lưng của một người không bao giờ biết nói dối. Tôi đi nha. Hôm nay chúng tôi sẽ chuyển 0,5% số cổ phần của chủ tịch Mô sang cho phó chủ tịch Mô Quanh Chu. Cậu sẽ có được 31,9% và trở thành người có số cổ phần lớn nhất. Ồ trời, vất vả cho cô quá trưởng Dù Hành. Nhưng mà không phải cần chuyển số cổ phần lớn hơn nữa hay sao? Nếu làm vậy thì bên phía cậu Mô Quanh Chu chắc chắn sẽ có phản ứng. Chúng ta cần tiến hành mọi chuyện trong yên lặng. Vậy à? Con nghĩ trưởng Dù Hành đã làm tốt nhất những gì có thể rồi. Ngày mai tập đoàn MC sẽ tiến hành cuộc họp đại cổ đông để công nhận việc cậu đã trở thành chủ tịch. Hai người nhất định phải đến đó tham gia. Ok, tôi tin tưởng hết vào cô đó. Bà là một người chu đáo mà. Bây giờ hãy đi chuẩn bị cho buổi lễ bổ nhiệm đi. Phải vậy thôi. Trong khi em dâu đang làm việc ấu trĩ thì ngày mai cháu của cô đã lên làm lãnh đạo của tập đoàn MC rồi đó. Dưới số cổ phần đó thì anh ta không thể trở thành cổ đông lớn nhất đâu. Nhưng mà kết quả là nó vẫn trở thành cổ đông lớn nhất. Chắc chắn các người đã lấy cắp cổ phần của chủ tịch Mô rồi. Trước khi bất tỉnh, ông ấy đã rất phản đối Mô Quan Chuân mà. Các người lại lấy cắp cổ phần của một người đang bất tỉnh như vậy sao? Ông ấy là chồng của tôi, cũng là cha của anh Chuân mà. Chúng tôi là một gia đình. Từ ăn cắp này coi bộ cô sử dụng sai rồi đó. Đúng không hả? Anh không biết sao nữa, nhưng anh cảm thấy Mô Oanh Su chính là... Tại sao? Hôm qua tụi anh đã nói về những câu có trong quyển phía sau lưng. Rất tiếc nhưng mà anh chính là hung thủ đó. Thật vậy sao? Nếu sự thật Mô Oanh Su là hung thủ thì mình cần phải lý trí hơn. Nếu muốn tái thẩm diễn ra thì phải tìm ra thủ phạm trước. Nếu thật sự bà Han là người đã dọn dẹp hiện trường vụ án của ngày hôm đó thì chắc chắn đã nắm trong tay vật chứng gì đó. Đó là cách để chúng ta xin tái thẩm và bắt được bà Han. Vậy bây giờ anh Quan Su chính là tình nghi lớn nhất. Anh ấy tự thú nhận hay là chúng ta hỏi cung? Phải làm được một trong hai. Phải như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ Mô Quan Chuân sẽ sớm được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch đó. Sao? Bà Han đó đã lợi dụng nước chủ tịch Mô đang hôn mê, cưỡng chế chuyển lại số cổ phần. Nếu em có thể chứng minh được mình là con gái của chủ tịch Hoang thì chúng ta có thể uy hiếp được bà Han. Mô Sóc Hy, không biết là... Bây giờ chúng tôi xin công bố kết quả bầu chọn phó chủ tịch Mô Anh Chun lên làm chủ tịch tập đoàn MC. Dạ, giống như kết quả mà tôi đưa ra thì tất cả các cổ đông đều tán thành và kết quả được thông qua. Chờ một chút đã. Oh,
Sao cô ấy lại đến đây? Chuyện gì vậy? Người kia là gì? Sao cô ấy lại đến đây? Bày trò gì đấy? Bất ngờ. Bọn ta bày trò gì nữa đây? Không biết nữa. Cô là trưởng du hành phải không? Chủ tịch Hoan là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất trầm trọng. Kết quả xét nghiệm DNA. Một ngày kia ông ấy đã đưa cái này cho tôi và nhờ tôi giữ hộ tới bây giờ. Có vẻ như ông ấy đã có được một người bạn rất tốt. Chủ tịch Mo Hoan Bio đúng thật là... Lúc đó tôi đã trách ông ấy cẩn thận quá mức. Nhưng mà tới bây giờ tôi mới hiểu được không phải ai cũng có thể trở thành chủ tịch. Làm đi. Cái này chứng minh cô Mô Sóc Hy chính là con gái của vị chủ tịch quá cố Mô Hoàng Pio. Là thật sao? Cô ấy là con của chủ tịch Hoan mà. Thì bây giờ tính mất mời thì đó chủ tịch nghĩ là phải thay đổi rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Phải thay đổi kết quả thôi chứ sao bây giờ? Vậy bây giờ phải sao? Bây giờ phải tính sao đây? Ta phải làm gì vậy? Phải tin vào sự thật này thôi chứ biết sao. Và đây là cấu trúc cổ phần hiện tại của MC. Phó chủ tịch Mo Anh Chun có 31,9%, chủ tịch Mo John Hee 31,5%, Mo Anh Su có 10%, bà Han Jong So có 5%. Vì cô Mo Sóc Hee đã được chứng minh là con gái của chủ tịch Hoan, nên có thể có được 25% số cổ phần của các vị đã nêu trên. Theo đó, cổ phần của cô Mo Sóc Hee sẽ là 19,5% và phó chủ tịch Mo Anh Chun có được 23,92%. Hôm nay tôi sẽ chuyển 7% cổ phần của mình trong tập đoàn MC qua cho tiểu thư Mô Sóc Hy. Nếu vậy hiện tại cô Mô Sóc Hy đã có được 26,5% cổ phần, nghiễm nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Với sự phân bổ cổ phần hiện tại thì mọi người có còn tán thành Mo Wan Chun lên làm chủ tịch không? Như vậy, vậy là không được rồi. Phải chọn lại. Không được đâu. Chúng tôi sẽ quản lại việc bầu chọn chủ tịch mới. Cảm ơn mọi người đã tham dự. Việc phân chia cổ phần theo như luật sư Hồ đã đưa ra là có thật. Vậy thì giải pháp là gì? Dù sao tiểu thư cũng có thể thừa hưởng số cổ phần của chủ tịch Quang. Nhưng mà nếu như phía chúng ta không đồng ý, cô ấy muốn có được phải khởi kiện. Việc khởi kiện sẽ cần rất nhiều thời gian. Cũng có thể sẽ mất tới mấy năm. Trong thời gian đó, chỉ cần chúng ta lôi kéo và tập hợp đủ số cổ phần cần thiết là được. Vậy thì tốt quá. Làm mọi cách để phó chủ tịch một có được số cổ phần lớn nhất. Dạ tôi biết rồi. Mặc dù lễ bổ nhiệm bị trì hoãn, nhưng kế hoạch vẫn không có gì thay đổi. Chúng ta đã chặn được việc Mo Quan Chu lên làm chủ tịch. Bà Han sẽ để yên chuyện này sao? Tất nhiên là không rồi. Bà ta sẽ thu gom số cổ phần cần thiết và không trao cổ phần cho em ngay lập tức. Và cuối cùng bà ta nhất quyết đưa Mo Quan Chu lên làm chủ tịch phải không? Vậy thì trước tiên chúng ta phải xử lý Mo Quan Chu rồi. Cả bà Han Dông Xô nữa chứ.
cầu Mô Oanh Su. Trưởng Vũ Han à, gần đây những nhà hoạt động nhân dân đang có chuyện gì đó lo lắng rất nghiêm trọng. Nếu như tôi là một nhà hoạt động nhân dân thì việc tôi làm ngơ để mẹ của luật sư Hô bị quan là không được rồi. Vậy thì sao chứ? Nhưng mà nếu như tôi tự thú thì không phải là sẽ đem lại rắc rối cho trưởng Vũ Han sao? Chuyện này đúng là khó xử thiệt đó nha. Nếu không có bằng chứng cho việc che giấu tội phạm thì sẽ không bị buộc tội đâu. À, vậy nếu như tôi tự thú thì cũng không ảnh hưởng gì đến bà có phải không? Bà sẽ không bị liên lụy đến bất cứ việc gì đúng chứ? Mô Quanh Su cậu nên trở thành một đạo diễn vĩ đại hơn mới đúng. Tại sao bà lại nghĩ như vậy? Cậu luôn muốn để lại cho đời một tác phẩm vĩ đại mà, không đúng sao? Cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nhưng mà trưởng Vũ Han à, bà đã nói là tôi chưa từng đạt được bất kỳ mục tiêu hay là kế hoạch gì trong đời mà. Đó là vì cậu chưa cố gắng hết sức thôi. Những người thành công lúc nào cũng nói vậy hết. Thất bại không phải là bởi vì họ không chịu nỗ lực. Một người chưa từng thấy thất bại như bà Han đây chắc là sẽ không hiểu được đâu ha. Tất cả mọi việc đều được nói lên thông qua kết quả. Kể từ hôm nay sẽ là thời đại mới của tập đoàn MC. Chúng tôi đã lo liệu tất cả cho lễ bổ nhiệm rồi. Chủ tịch Mô Anh Trinh và bà Ha Dông Sô sẽ xuất phát sau khi dùng bữa xong. Các phóng viên nước ngoài cũng đã đến hết rồi. Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Mexico cũng đã đáp máy bay xuống. Chúng tôi sẽ mau chóng đưa ông ấy tới. Không được để bất cứ sơ suất nào xảy ra. Luôn luôn đề cao cảnh giác cho đến khi kết thúc. Dạ, hiểu rồi. Phu nhân đã đến. Cậu ba cũng đã đến. Cậu hai cũng đến rồi. Bộ đồ hôm nay rất thời trang. Vậy sao? Anh cũng đến tham gia buổi lễ bổ nhiệm sao? Nếu anh cũng đi thì không được à? Sao vậy? Bộ em sợ anh bỏ bơm em sao? Anh sẽ không cảm thấy thoải mái khi không được chú ý mà. Đúng vậy. Con cứ ở nhà đi là tốt hơn đó. Mẹ không muốn bị người ta bàn tán về con trưởng con thứ đâu. Chủ tịch là người chuyển giới đầu tiên của Hàn Quốc cũng rất tuyệt đó. Nếu anh là một nghệ sĩ có tính nhân văn thì anh nên tự hào về điều đó phải không? Đúng vậy. Em đã rất cố gắng vượt qua mọi khó khăn để có được vị trí cao nhất. Không phải vậy sao? À, quà của em nè. Đó không phải là bơm đâu. Anh đã tìm thấy trong khăn tay của em đó. Tôi cũng có chuẩn bị quà đó. Luật sư Hồ, mau đưa quà đi nào. Tiểu thư Mô Xúc Hy đã gửi đơn tố cáo hai vị. Sao? Các người đang đùa hả? Hả? Xin mời vào. Bà Ha Dông Sô, bà bị bắt vì tội ăn cắp tác phẩm của bà An Chê Liêm. Chính là tội vi phạm bản quyền và lừa đảo. Bà có quyền giữ im lặng và không nói bất cứ điều gì về có quyền mời luật sư. Nhưng những gì bà nói sẽ là bằng chứng chống lại bà trước tòa. Mô Sóc Hy, đây là cách cô muốn ngôi nhà này rối loạn sao? Cô nghĩ như vậy là thắng được tôi à? Tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Tôi là ai chứ? Là Ha Dông Sô. Cô nghĩ là có thể giết được tôi sao?
Cô tuyệt đối không thể làm được đâu, biết chưa? Đồ con nhỏ xấu xa. Buông ra. Anh Mo Wan Chun, anh bị bắt vì tội mua và bán cổ phần bất hợp pháp qua các công ty mà. Anh có quyền tìm luật sư và anh cũng có thể tự biện hộ cho mình và yêu cầu xem xét tính hợp pháp của việc bắt giữ. Anh cũng có quyền giữ im lặng. Đi thôi. Phóng viên Kim, anh có bằng chứng về việc Mo Wan Chun đã tạo ra công ty ma không? Tất nhiên là có rồi. Ôi, cuối cùng thì tôi đã có thể bắt tội được Mo Wan Chun và trả lại nỗi nhục này cho Thóp rồi. Đây chính là bằng chứng cho thấy anh ta đã lập công ty ma ở quần đảo Wisin. Và đây là bản sao giấy đăng ký kinh doanh tôi có được từ giám đốc Bắc. Và bản sao của giấy sao kê ngân hàng bằng tiếng Hàn và tiếng Anh cho thấy công ty ma đã gửi tiền ở ngân hàng Thụy Sĩ. Chà, chỉ cần nhìn vào đây thì có thể biết được tiền chuyển vào ngân hàng Thụy Sĩ là 5 tỷ. Đúng vậy. Tốt quá. Tốt. À, còn hai dông số. Kho của viện mỹ thuật MC đang nằm ở Pachu, chỉ cần lén vào đó và chụp lại. Tất cả các bức tranh có chữ ký là YS, ở đó bảo vệ rất kỹ, cô có thể làm được không? À, tôi là phóng viên chuyên chụp lén mà, quá đúng với chuyên môn của tôi còn gì. Tôi sẽ tìm mọi cách lẻn vào đó, anh đừng lo. Trình độ xâm nhập lấy tin của Khoang Mi có thể đạt tới cấp quốc gia đó. Cùng làm đi. Bị kết án 1 năm tù, 3 năm hoạt động xã hội và 80 tiếng lao động công ích về tội lừa đảo và vi phạm bản quyền các bức tranh của bà Angelina. Giao dịch nội bộ phạm pháp. Trưởng Du Hách, ngay lập tức đến đồn cảnh sát và nắm bắt tình hình của bà Hà. Dạ, tôi đi ngay. Tôi sẽ đến viện công tố xem tình hình, mau hủy bỏ buổi lễ bổ nhiệm. Dạ, tôi đã biết rồi. Bây giờ tới lượt tôi phải không?
Xin anh hãy nói ra sự thật đi. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhayz.org. Cô Sóc Hy à, con nên lựa chọn làm sao để hài lòng mọi người đây? Luật sư Hôn. Hả? Tôi đã gửi cho công tố viên một vật rồi, cậu nên đi xác nhận nó là gì đi. Có lẽ là bây giờ nó cũng đã đến rồi đó. Nhanh lên đi. Gì vậy? Cô Sóc Hy cũng đi luôn hả? Tôi hy vọng sau này cậu sẽ có được hạnh phúc. Hung thủ đã giết hại bà Angelim chính là tôi, Mo Ansu. Chiều ngày hôm đó, tôi đã mang đến một chai rượu và một quyển sách có tên là Phía Sau Lưng. Đến gặp bà Angelim, tôi đã nghĩ nếu như bà ta rời xa ba tôi, thì mẹ của tôi sẽ là người được hạnh phúc. Nhưng chúng tôi đã có sự tranh cãi. Khuya hôm đó, Mo Ansu đã uống say và tới gặp tôi. Vậy tại sao anh không liên lạc với tôi? Mo Ansu nói là muốn tự mình trực tiếp nói cho hai người biết được sự thật. Cuối cùng anh ta xin tôi cơ hội để nói chuyện này với hai người. Chắc là anh ấy đã rất khó khăn. Được rồi, việc bắt giữ Mo Ansu sẽ giao cho cảnh sát Ô. Hiện tại chúng ta đã có bằng chứng xác thực rồi. Bây giờ bắt đầu được rồi. Trưởng Vũ Han, trước đó tôi đã xin lệnh khám xét rồi. Chắc là cũng sắp có rồi đó. Trưởng Vũ Han, tôi sẽ gặp bà sớm thôi. Anh Mo Ansu. Hai. Anh bị bắt về tội giết người trong vụ án xảy ra vào 15 năm trước. Được rồi. Nhưng mà bài hát này vẫn chưa kết thúc. Nghe hết bản nhạc đi, rồi chúng ta đi được không? Đây là về luật công bằng ở nước ta mà. Anh có nghĩ chính phủ của chúng ta nên tôn trọng quyền của nghi phạm hơn không?
Cuối cùng thì Mô Anh Xu cũng phải trả giá rồi. Đúng vậy. Dạ cảnh sát ô, việc bắt giữ đã xong chưa? Dạ. Anh à, sao vậy? Mô Anh Xu đã... Lẽ nào... cho phép anh ta? Sao anh ta có quyền làm vậy? Anh ta đã sống sau 15 năm phạm tội thì phải trả giá cho việc mình làm chứ. Ai cho phép anh ta làm vậy? Đến cuối cùng anh ta vẫn ích kỷ. Anh ta vẫn cứ làm theo ý mình. Em phải làm sao đây? Ai cho anh ta quyền được chết chứ? Tên xấu xa. Đúng là tên xấu xa. Phạm đích thực đã tự sát. Đạo diễn Mô Anh Xu của tập đoàn MC sau khi tự thú đã tự sát. Trưởng nam của tập đoàn MC sau khi tự thú về vụ án 15 năm trước đã lựa chọn tự tử. Trưởng Dũng, có chuyện rồi. Tòa án đang xem xét lệnh khám xét trụ sở chính của tập đoàn và sẽ mau chóng được ban ra. Tất cả đừng hoảng loạn, hãy về chỗ của mình đi. Bà Han à, tôi cảm thấy dường như trái tim của bà không hoạt động theo cách mà nó nên làm. Nếu như tim của bà đập theo lẽ thường tình thì có lẽ người bà chọn sẽ là tôi đó. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn luôn tôn trọng năng lực của trưởng vụ Han đây. Bà là một người mà tôi muốn có nhưng không bao giờ tôi có được. Không biết là có kiếp sau không ta?
Bây giờ thì Top đang bước vào giai đoạn không thể nào tránh khỏi được. Tội ăn hối lộ, uy hiếp, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, ngồi tù 2 năm. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác, hối lộ và cưỡng chế, ngồi tù 1 năm. Xâm phạm quyền riêng tư của người khác, xâm phạm bí mật thông tin cá nhân, phải ngồi tù 1 năm 6 tháng. Theo dõi bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, sẽ ngồi tù 1 năm. Vì mọi người đã gọi là Top, nên đây là việc mà mọi người phải chấp nhận. Bây giờ chúng ta phải từ bỏ MC thôi. Đối với tôi mà nói, mọi người là những cộng sự tốt nhất. Chúng tôi đóng cửa rồi. Cuối cùng thì cậu cũng thắng. Đây không phải chiến thắng của tôi, mà là chiến thắng của nguyên tắc. Thời đại của hành chạy cúp của Top, người bảo vệ pháo đài đã kết thúc. Bây giờ mô hình đã thay đổi rồi. Nếu trước giờ thời đại mà Top mang trên mình là trách nhiệm, thì từ giờ trở đi thời đại mà Top mang trên mình là sự đồng cảm. Người nào đến đầu tiên thì chính là người sẽ tạo ra quy tắc. Việc gặp gỡ thế giới này thông qua pháp luật là một việc rất tuyệt. Nhưng tôi đã gặp hạn chế vì rất nhiều người trong việc thực hiện ước mơ của mình thông qua các tổ chức đó. Vì lý do đó mà bà đã chọn tập đoàn MC sao? Cô hãy đến tập đoàn MC đi. Nếu như đến đó không bị phân biệt giới tính, cô sẽ làm được những gì cô muốn. Đó là lời hứa của tôi. Tại sao cô lại đưa di chúc của ba tôi cho tôi xem? Tập đoàn MC không thể bị lung lay bởi cảm xúc của một cá nhân nào đó. Luật sư ơi,
Không phải như vậy mà, đây khác với lời bà đã hứa với tôi. Những ai gây trở ngại cho MC đều phải loại trừ, cho dù người đó là ai đi nữa. Con không đi có được không vậy? Hãy nói với ba là con muốn được sống với ông ấy đi, làm ơn. Để bảo vệ cho tập đoàn MC thì không có việc gì chúng tôi không thể làm. Tất cả việc đó không có gì là quá đáng. Ở top, mọi người có thể làm bất cứ việc gì. Bằng cách bảo vệ tập đoàn MC, chúng tôi bảo vệ vô số nhân viên và cuối cùng là bảo vệ đất nước này. Trong tay tôi, trong tay tổ chức top, hãy thử suy nghĩ đến đế chế này dịch chuyển về chúng ta xem, có phải rất kịch tính không? Cuối cùng thì cậu cũng thắng. Thời đại của hành chạy cúc của Top, người bảo vệ trái đất đã kết thúc. Tôi là Mô Anh Xu, 11 tháng 5 1983, 24 tháng 10 2019. Đúng vậy, anh là một người mà không ai có thể giả mạo được và cũng không ai có thể thay thế được. Mô Anh Xu, tạm biệt anh. Anh hãy đến đó và xin mẹ em tha thứ cho anh. Quá ra lúc đó anh ấy ăn diện cho ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngày anh ấy tới gặp anh thì đã tới đầu thú với công tố viên Chu rồi. Có vẻ anh ấy đã chuẩn bị cho sự ra đi này. Đó mới là phong cách của Mô Quan Su. Chờ anh chút. Công tố viên Chu. Sao? Bà Han hả? Anh nói bà Han biến mất rồi sao? Anh nói cái gì vậy chứ? Chúng tôi mang lệnh khám xét tới nhưng bà ta đã biến mất. Lệnh cấm xuất cảnh được ban ra chưa? Tất nhiên là ban rồi, không trốn được đâu. Lệnh truy nã được đưa ra rồi, nên chắc chắn sẽ bắt được bà ta. Nhưng vấn đề là ly rượu vang cùng với quyển sách đó, các vật chứng nó đã biến mất. Sao? Chúng tôi đã tìm kiếm ở văn phòng nhà của bà ta và cả tòa nhà MC nhưng đều không thấy. Nếu chỉ với lời tự thú của Mô Anh Su thì không có đủ căn cứ để buộc tội bà ta. Và cả việc xin tái thăm cũng vậy. Các người đang nghĩ việc gì mà lại có biểu hiện như vậy? Dù lựa chọn có là gì thì nó cũng chính là cuộc sống của một người.
Cuộc sống chính là không ngừng đưa ra sự lựa chọn, cho dù đó có là lựa chọn đúng hay sai. Và nếu đã chọn thì phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn đó. Việc né tránh trách nhiệm không phải là cách sống của tôi. Bà có rất là nhiều tội đó. Ra lệnh trong vụ việc sát hại Chủ tịch Hoàng, điều này rất khó chứng minh. Cản trở thi hành công vụ, lừa đảo, uy hiếp, hãm hại người vô tội. Cậu nghĩ có thể bỏ tù được tôi không? Điều này tùy thuộc vào thẩm phán. Đang trong phiên tòa, vụ án giết người vào năm 2004, thủ phạm giết người là anh Mo Anh Su đã tự thú, nhưng tiếc là anh ta đã chọn cách tự tử. Việc khởi tố cũng đã mất hiệu lực. Người đã che giấu tội phạm, làm giả bằng chứng và che giấu bằng chứng thật sự của vụ án, để một người phải ngồi tù quan suốt 15 năm, đó chính là bị cáo Han Chae-kuk. Công tố viên đang buộc tội bị cáo thông qua sự phỏng đoán chứ không có chứng cứ. Tôi xin phép gọi nhân chứng. Nhân chứng chính là thanh tra vụ án, người giúp việc giết người vào 15 năm trước, có phải không? Vì các bằng chứng đã bị che giấu và điều tra kém hiệu quả. Tại sao là như vậy? Khi đó tôi đã thấy bà Han Chae-kuk đã đưa cho trưởng phòng của tôi một số tiền rất lớn. Người làm chứng, anh có nhận tiền không? Anh ta nhận tiền kìa. Thì đã làm tay mua tiền. Ôi, anh ta giấu tiền kỹ được 15 năm rồi. Mua chuột rồi. Cuối cùng thì cũng bị lộ chân tướng. Đây là những vật chứng có ở hiện trường vụ án năm đó, và bị cáo đã giấu suốt 15 năm. Nếu như bị cáo không che giấu tất cả những bằng chứng này và khuyến khích thủ phạm ra đầu thú, thì ngày hôm nay anh ta đã trả giá cho tội lỗi của mình và đã có một cuộc sống khác hơn so với kết cục bi thảm như bây giờ. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có người vô tội bị đổ quan. Tôi xin giao nộp các bằng chứng. Kính thưa thẩm phán trưởng, chúng tôi cũng đã có được nhân chứng chứng minh bà Han đã cố ý giết chết ông chủ trước đây của mình. Trước khi chủ tịch Mo Hoang Phiêu mất, bị cáo đã yêu cầu ông làm những gì? Lúc đó bà ấy đã hỏi tôi về tình hình sức khỏe hiện tại của chủ tịch Hoang là như thế nào. Không phải bác sĩ điều trị không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân của mình sao? Lúc đó tôi có linh cảm là nếu tôi không nói ra thì tôi sẽ có chuyện. Ông cảm thấy bị uy hiếp, vì vậy ông đã nói cho bị cáo biết về những thực phẩm nguy hiểm đối với chủ tịch Hoang à? Tôi đã nói với bà ấy là tuyệt đối không để ông ấy ăn. Dù biết nó nguy hiểm nhưng cuối cùng bà ấy vẫn cho ông ấy ăn những thực phẩm đó. Vậy tôi nghĩ là bà ấy có ý đồ cố tình giết ông ấy là đúng chứ? Đúng. Nhân chứng tiếp theo. Chính nhân chứng đã chỉ thị cho đầu bếp làm sốt hạnh nhân, loại thực phẩm nguy hiểm cho chủ tịch Hoang ăn, có phải không? Đó không phải là chỉ thị của tôi. Vậy thì của ai chứ? Là bà ta sao? Là bà ta sao? Ác độc quá. Chuyện như vậy mà cũng làm là được sao? Không thể nào tin được. Chuyện như vậy mà cũng làm được. Chuyện như vậy mà cũng làm được. Bị cáo Han Chae-kuk đã sử dụng nguồn lực kinh tế lớn mạnh của tập đoàn MC, xây dựng quyền lực riêng cho bản thân của mình, để làm ra rất nhiều hành vi tội lỗi. Để những tội ác này không xảy ra nữa, tôi kính xin tòa cho bị cáo một hình phạt thích đáng với những tội ác mà bà ta đã gây ra. Là công tố viên, tôi đề nghị mức án 5 năm tù cho tội che giấu và làm giả bằng chứng 15 năm trước, 3 năm tù về tội cản trở người thi hành công vụ. Ra lệnh hãm hại ông Mo Hoang Pyo, xử 5 năm tù và 2 năm tù
cho tội lừa đảo. Bị cáo, hãy đưa ra biện hộ cuối cùng. Tôi xin nhận tất cả các tội đó. Vì vậy mà tôi sẽ không đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào. Bà ta nhận tội luôn à? Không ngờ là bà ta nhận tội luôn à? Lẽ ra nên biện hộ cho mình chứ. Lẽ ra nên biện hộ cho mình chứ. Nhận tội luôn à? Không biết tòa xử sao đây. Tôi xin đọc bản phán quyết. Không đủ bằng chứng định tội bị cáo giết ông Mô Hoàng Bio. Vì vậy việc buộc tội bị cáo cố tình hãm hại ông Mô Hoàng Bio dẫn tới cái chết của ông ấy. Tội này không thành lập. Nhưng mà các tội khác của bị cáo là lừa đảo, cản trở thi hành công lý, đổ tội cho người khác, che giấu chứng cứ được thành lập. Tuy nhiên bị cáo đã thành khẩn nhận hết tất cả tội lỗi của mình. Bị cáo sẽ phải nộp phạt 10 triệu won cho tội cản trở công lý, 15 triệu won cho tội đổ tội cho người khác. Và tội lừa đảo là 10 triệu won, thêm việc bị cáo đã che giấu tội chứng, để công dân vô tội phải ngồi tù quan suốt 15 năm. Nên tòa tuyên án xử phạt bị cáo Han Ji-kuk 4 năm tù cho hành vi phạm tội này. Sao lại nhẹ vậy? Không bằng chút thôi. Không bằng chút thôi. Vậy là quá nhẹ. Vậy là quá nhẹ. Bà ta hại biết bao nhiêu người. Đúng vậy. Bà ta sẽ sớm ra đường có làm sao. Các người không có bằng chứng cho vụ án 15 năm trước, rất khó buộc tội tôi nếu chỉ dựa vào lời thú tội của Mùa Quanh Su. Hơn nữa cậu ấy cũng đã qua đời rồi. Bà Han Ji-kuk à, bà nghĩ bà còn là trưởng vụ Han trước kia hả? Có vẻ như bà không nắm bắt được tình hình rồi. Tôi hiểu rõ tình hình cho nên mới nói vậy đó. Cậu muốn tống tôi vào tù đúng không? Vẫn còn có cách đó. Hãy để tập đoàn MC ra khỏi việc này. Việc này chỉ là việc của cá nhân tôi và không có liên quan gì đến tập đoàn MC. Cậu có đồng ý hay là không? Cách duy nhất để bà bị tuyên án tù là tội chứng về việc che giấu vụ giết người. Nhưng mà các bằng chứng đã bị mất rồi, thì sao tôi phải thỏa thuận với bà làm gì chứ? Để tôi đem bằng chứng đến thì sao? Chuyện này không có liên quan tới MC, chỉ là hành vi phạm tội của cá nhân Han Ji-kuk. Ok. Bà đừng có quan tâm tới những gì dư luận bàn tán. Đối với con, bà luôn là một người cha tốt và là một công tố viên tốt. Thế ông à, bà không phải là một công tố viên tốt và cũng không phải là một người cha tốt. Bà ơi bà, con hãy trở thành một công tố viên thực sự. Thank you.
Anh Hồ Dương Đô, từ tòa án gửi thư tới cho anh. Thư từ tòa án trung tâm Seoul gửi tới anh Ho Yun-do. Theo xem xét về việc yêu cầu tái thẩm, yêu cầu đã được thông qua. Con trai à, lần này cũng không được thông qua nữa hả? Vụ tái thẩm đã được thông qua. Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Đây là mơ hay sao? Con trai à, chúc mừng con nha. Chúc mừng con, chúc mừng con. Bị cáo hãy đưa ra lời biện hộ sau cùng. Kính thưa các vị bồi thẩm đoàn, trước đây có một cậu thiếu niên, cậu ấy không học giỏi, cũng không phải là con của một gia đình giàu có, nhưng người thiếu niên đó có một giấc mơ. Cậu ấy chỉ muốn được ăn 3 bữa cơm trong một ngày với người mẹ đơn thân của mình, muốn được ngủ trên một chiếc giường ấm áp vào ban đêm, muốn được ăn thịt gà với mẹ vào ngày bà ấy được lãnh lương. Đó chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi thôi, nhưng rồi một ngày giấc mơ đó không thể trở thành sự thật được nữa. Không được học hành, không có mối quan hệ, chính vì lý do đó mà bà ấy đã trở thành kẻ sát nhân. Mọi người nghĩ cậu ấy sẽ sống ra sao nếu nơi dựa dẫm duy nhất của cậu ấy là người mẹ bị mất đó? Cậu thiếu niên đó thay vì oán hận thì đã cố gắng học hành bằng tất cả sức lực mình có. Cậu ấy tin sẽ có con đường đúng đắn để sửa chữa lại lỗi lầm mà người khác đã gây ra cho mẹ mình. Thay vì căm ghét người khác, cậu ấy đã dùng chính tấm lòng của mình vào việc đi tìm công lý cho mẹ. Kính thưa các vị quan tòa, cảnh sát, viện công tố, bộ tư pháp đều đứng về người có quyền lực và nhân danh cho pháp luật. Họ đã lấy đi tất cả 15 năm cuộc đời của một người phụ nữ vô tội này. Xin hãy thừa nhận rằng chính luật pháp đó đã chà đạp lên người phụ nữ nghèo nàn yếu đuối và ước mơ nhỏ nhoi của một cậu thiếu niên. Xin tòa hãy trả lại cuộc sống mà mẹ con họ đã bị cướp đi. Tôi xin đọc bản tuyên án. Theo lời thú nhận của bị cáo Im Sun thì các cơ quan điều tra đã ép buộc bảy dẫn tới sự việc đã qua. Và việc thủ phạm đích thực đã nhận tội, bảy đã chứng minh được sự trong sạch. Nhân danh tòa án, tôi xin tuyên án bị cáo Im Sun không có tội, không có tội, không có tội, được thả ngay lập tức. Cuối cùng cậu ấy cũng thành công rồi. Hay quá. Được thả rồi. Cuối cùng cậu ấy cũng thành công rồi. Mừng quá, con trai thật mừng giỏi quá. Cậu ấy giỏi thật đó. Cảm ơn con. Mẹ tự hào vì con lắm. Thế sao hả? Sau khi nghe về lịch sử đã qua của tập đoàn MC, vậy từ nay về sau Top sẽ giữ vai trò gì chứ? Bây giờ sẽ là thời kỳ mà tổ chức Top cần sự đồng cảm nhiều hơn là trách nhiệm. Từ giờ mọi người phải tạo ra một quy tắc,
khiến người khác thấy được sự đồng cảm. Và những người đi đầu chính là các bạn. Xin chào. Wow, sao mọi người lại nghiêm túc như vậy chứ? Từ bây giờ đội ngũ thớp mới sẽ tránh xa các hoạt động phạm pháp, nên không cần phải căng thẳng đâu. Mọi người quay về làm việc đi. Dạ, dạ, dạ. Anh à, hôm nay chúng ta tổ chức tiệc nhé. Tiệc sao? Ừ. Hôm nay cảm ơn tất cả mọi người đã nhận lời mời của tôi. Chúc mừng anh đã nhận được giải thưởng. Tôi tính nhận thêm nhiều giải thưởng nữa, nhưng mà không còn chỗ để. Tôi đang định hiến tặng nó cho nơi này, bởi vì nó rất rộng. À, chúc mừng anh được thăng chức. Nhìn bộ đồ hợp với tôi chứ. Cảnh sát Ô mặc bộ cảnh phục rất đẹp. Trung quý Ô rất hợp với anh đó. Vậy hả, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn cô tiểu thư. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới cùng ngồi ăn cơm chung đó. Đúng vậy, thật sự rất lâu rồi không có ngồi ăn chung. Ngày như hôm nay có thể đến là nhờ vào tất cả mọi người đã bất chấp nguy hiểm để đứng về phía lương tâm và công lý. Cảm ơn mọi người. Tôi không làm được gì mà xuất hiện ở đây cùng ăn với mọi người. Kìa, sao lại không có chứ? Chú đã tạt nước bà Han. Con tin là lần đầu tiên bà ấy trải nghiệm việc bị tạt nước đó. À, cô nói tôi mới nhớ, đúng là có vụ tạt nước. Ôi, và ba cũng chính là trụ cột tinh thần của toàn đội mà ba. À, đúng vậy đó. À, như vậy hả? Chúc buổi tối tốt lành. Chị ơi. À không, cô ơi. Con chào cô. Chào mừng trở về ngôi nhà thân thương. Vui quá đi mất. Xin chào cô, hân hạnh được gặp. Ôi trời, không phải bữa tiệc này được tổ chức để chào mừng Genary về nước đó chứ? Không lẽ là cô về đây để đóng vai nữ hoàng ở trong phim hả? Không không không, lần này tôi đóng một người giúp việc, là một vai rất quan trọng trong một bộ phim về vụ án giết người đó. Mọi người nhớ đón xem nha. Nào, tất cả mọi người cùng nhau nâng ly đi. À, tôi có một đề nghị hơi ngớ ngẩn một chút nha. À, khi tôi nói MC á, thì mọi người hãy nói Picasso nha. À, có vấn đề gì không? Không có, à, không có, mua đi. À, nào, à, MC Picasso. Thank you.
Khi con còn nhỏ, con luôn tự hỏi là ba có về nhà không? Nếu như ba về nhà thì con sẽ rủ ba đi đâu? Sẽ cùng ba đi đến sân bóng chày hay là đến công viên giải trí để chơi đùa? Nhưng ba luôn luôn bận rộn và sự kỳ vọng của con luôn sụp đổ. Nhưng dù vậy, khi đó ba vẫn là người cha mà con luôn yêu quý. Khi trở về từ Mỹ, con đã oán giận và ghét bỏ ba vì con nghĩ rằng ba là người cha đã dứt bỏ con mình. Con không thể tha lỗi cho ba, thậm chí là ba không cho con cơ hội để tha thứ. Tạm biệt ba của con. Dù sao thì ba vẫn là người cha 3 năm trước của con. Phải, vẫn là hình ảnh đó. Em gái sốc hy của anh sẽ rời khỏi đây và đến Mỹ. Giờ em sẽ đi trên chính con đường mà mình lựa chọn. Hãy chăm sóc cho ông ấy. Xin tiểu thư đừng lo lắng gì hết. Gia đình của tiểu thư cũng chính là gia đình của tôi. Món quà anh Quan Sư tặng cho anh, hãy mở ra xem đi. Anh đã tìm thấy trong khăn tay của em nè. Đây là những gì mà anh Quan Su để lại cho bà. Gửi người con yêu quý nhất, mẹ con. Bảo trọng nha, mẹ của con. Con Su à, con trai của mẹ. Con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi con trai. Mẹ xin lỗi con. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhayz.org. Chúc mừng sinh nhật của Khoan Mi. Anh à, anh không có đem gì khác đến sao? Không có.
Không phải chứ, chỉ mời tôi ăn ở nhà hàng ăn vặt này thôi hả? Tôi tôn trọng sở thích của cô cho nên mới dẫn cô tới đây đó ha. Biết sai. Anh nói đúng rồi đó, tôi là fan của Big Size mà. Giày cũng lớn, túi cũng lớn, lưng cũng lớn. Và cũng thích đồ chiên cỡ lớn giống như vậy nữa. Đối tượng tiếp theo là gì? Tin này có được không? Con gái của chủ tịch trường A có được việc thông qua hối lộ. Các phóng viên khác đã đưa tin rồi. Cô định đưa lại tin cũ à? Cô có phải lính mới nữa đâu mà làm vậy? Ôi, thật là anh lại định thuyết giáo tôi như một ông già vào ngày sinh nhật của tôi à? Ông già sao? Hoàng My à, có bao giờ cô bị tát bằng bạch tuộc chưa? Anh có bao giờ bị tát bằng thìa ăn bánh gạo chưa? Cô có bao giờ bị sổ mũi bằng xiên chưa? Vậy anh có bao giờ bị nổ ruột khi ăn xúc xích chưa? Tôi để quên điện thoại rồi, trong đó có thẻ tín dụng. Vậy ai thanh toán đây? Cô phải thanh toán thôi. Anh điên rồi sao tiền bối? Anh gọi tôi ra đây vào ngày sinh nhật của tôi. Tôi đã vì cái gì mà lại ngồi cùng anh ở đây vào đêm muộn như vậy chứ? Bây giờ anh định làm gì đây? Tôi thật tâm chúc mừng sinh nhật của cô, trong đó có đủ hết. Tôi không có phong bì cho nên đã để vào trong phong bì cưới. Mong cô hiểu nha. Đếm hết mệt đó, bởi vì nó có rất nhiều. Giấy vốn mỏng như vậy sao? Là chi phiếu đó cô. Chúc mừng sinh nhật. Sao cậu ta lại lâu vậy chứ? Cha hỏi cô cần luật sư sao? Ngạc nhiên chưa? Mùa Sóc Hy. Cô ấy đã vướng vào rắc rối khi đang lái xe từ sân bay về lần nữa. Mùa Sóc Hy, em đúng là... Nghe nói anh đã bị khắp nơi từ chối, kể cả thớp, và đang làm luật sư công cộng. Ôi trời, thật là đói rách đó. Em đã đến một trường ở Mỹ để học luật, nhưng mà không lấy được bằng luật sư. Chắc em không có khiếu về luật rồi. Thật vậy sao? Sau này em sẽ làm gì? Anh biết MC vẫn đang lập kỷ lục về doanh thu hàng năm chứ? Ồ, đúng vậy, nó đang rất tốt. Tốt nhất là nên giao việc kinh doanh cho các chuyên gia. Cũng nhờ vậy mà em mới có nhiều tiền đó. Vậy sao? Em tính đầu tư vào anh đó. Em nói gì vậy? Không phải đầu tư, là cầu hôn mới đúng. Văn phòng luật sư Hồ Jun Do, thấy sao? Nhưng mà em có điều kiện đó. Điều kiện gì? Em sẽ là giám đốc. Hai chúng ta vẫn là một đội phải không? Chút. Okay.
하기 좋은 날이군. 가시죠.